Liên Hợp Quốc ngả mũ, người châu Phi vui sướng khi mũ nổi xanh Việt Nam làm điều kỳ diệu giúp bản làng. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Rất vui khi lại được cùng các bạn khám phá những thông tin thú vị trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, nhắc đến châu Phi, người ta nghĩ ngay đến những hoàn cảnh đáng thương của người dân nơi đây trên những mảnh đất khô cằn. Nhắc đến thiện nguyện nơi đây, người Việt Nam hay nói đến Quang Linh Vlog hay team châu Phi mà quên rằng cũng có một đội quân hùng hậu của Việt Nam đang ngày đêm gìn giữ hòa bình và giúp đỡ những người dân nơi đây từng bước thay đổi cuộc sống. Đó không phải ai khác, chính là những chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam. Không chỉ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, mà họ còn đem hết những tinh hoa kinh nghiệm và tri thức Việt để từng ngày thay đổi cuộc sống người dân. Và mới đây, lính mũ nổi xanh Việt Nam đã dành tất cả tâm huyết và sức lực để làm cho dân bản một con đường giao thông huyết mạch, giúp xe lớn đi sâu vào tận trong bản, điều mà có lẽ trước đây họ có mơ cũng chẳng dám nghĩ tới. Thật khó tin làm sao, từ những vùng đất nắng nóng, trơ trọi và không một bóng cây, chỉ sau một thời gian ngắn, có sự xuất hiện của mũ nổi xanh nơi đây trở nên rộn ràng trù phú và phủ đầy một màu xanh tươi mát. Đó chỉ là một trong những kho tàng những điều kỳ diệu mà những chiến sĩ Việt Nam làm công tác gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã làm được tại châu Phi. Sau hơn 9 năm gắn bó tại vùng đất xa xôi, nghèo khó và gian khổ này, lực lượng mũ nổi xanh Việt Nam đã khiến cả thế giới kinh ngạc, khiến cho Liên Hợp Quốc mới đây cũng phải gật gù thán phục. Chưa có một đơn vị nào làm tốt như Việt Nam, chưa có một đất nước nào giàu lòng nhân ái như Việt Nam. Vậy bộ đội của ta đã làm được những điều kỳ diệu nào nữa? Nó đã làm thay đổi bộ mặt châu Phi như thế nào? Hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để cùng trải nghiệm những điều tuyệt vời các bạn nhé! Vào ngày 19 tháng 10 mới đây, Bộ Quốc phòng đã tổng kết nhiệm kỳ công tác của đội công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Lùi lại quá khứ, vào tháng 4 năm 2022, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam đã triển khai Bệnh viện dã chiến 2.4 gồm 63 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan. Đến tháng 6 năm 2022, đội công binh số 1 gồm 184 sĩ quan cùng gần 2.000 tấn trang thiết bị đã được triển khai đến Phái bộ UNISFA tại khu vực ABA. Đến nay, cả hai đơn vị đã kết thúc nhiệm kỳ công tác và về nước. Tuy nhiên, hình ảnh của bộ đội Việt Nam đã trở thành vĩnh hằng trong trái tim của người châu Phi. Bàn tay, trí óc, tâm huyết và tình yêu của những chiến sĩ áo có gắn sao vàng, lực lượng mũ nổi xanh Việt Nam đã làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu người khốn khó. ABA nằm ở biên giới Nam Sudan và Sudan, nơi đang phải oằn mình chống chịu với nạn bạo lực, thiên tai, bất ổn kinh tế và xung đột chính trị, quân sự nặng nề. Nhìn khung cảnh nơi này, không ai là không xót xa. Những mái nhà rột nát, con đường đầy cát bụi, những đứa trẻ phải ngồi học dưới gốc cây vì chẳng có tiền để xây trường, chẳng biết nguy hiểm sẽ ập đến bên ta khi nào. Khi có ai đó đến Nam Sudan, người cũ thường nói, chào mừng đến với thiên đường. Họ giải thích, thiên đường một cách châm biếm, ý thì ngược lại. Cũng có người nói, Nam Sudan từng chiến sự, nhiều người chết, nên thiên đường Nam Sudan có nghĩa là nơi của những linh hồn. Ấy vậy mà, khi lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam xuất hiện tại quốc gia này, họ đã biến vùng chiến sự thành thiên đường theo đúng nghĩa. Vượt lên trên tất cả những thiếu thốn, những khó khăn và gian khổ, các chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam đã thích nghi nhanh chóng với hoàn cảnh, chăm sóc sức khỏe cho các nhân viên Liên Hợp Quốc và người dân nơi đây. Theo đó, các y bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đã thu dung điều trị cho gần 1.500 lượt bệnh nhân vượt xa yêu cầu của Liên Hợp Quốc. Thành viên của bệnh viện đã xử lý thành công nhiều ca cấp cứu y tế phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao, nghiên cứu ứng dụng điều trị theo phác đồ y học cổ truyền, vật lý trị liệu, chủ động trong công tác phòng chống các dịch bệnh COVID-19, sốt rét, bệnh đậu mùa, Ebola, giảm thiểu và loại trừ nhiều dịch bệnh nguy hiểm tại quốc gia này. Từ đó, số trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính giảm mạnh, số lượng trẻ em bị suy dinh dưỡng mãn tính giảm đáng kể và sốt rét đã không còn là mối lo thường trực và nỗi sợ hãi cùng cực của người dân tại quốc gia này nữa. Ông Iban Mo, lúc ấy là trưởng y tế phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan đã chia sẻ, đoàn Việt Nam thay bệnh viện dã chiến cấp 2 có trước đó của Anh, một nước phát triển có y tế hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam đã khẳng định được uy tín một cách ấn tượng. Các bạn làm việc tận tụy với động lực mạnh mẽ, đối xử tốt với bệnh nhân và đặc biệt có trình độ chuyên môn cao vượt trội hơn cả nước Anh. Y tế dự phòng của Uzbekistan hỗ trợ Liên Hợp Quốc đã cho biết các bác sĩ điều dưỡng Việt Nam làm việc rất tốt, họ đón chúng tôi với sự chuyên nghiệp và ân cần. Bệnh nhân được thăm khám kỹ, y bác sĩ rất tận tâm, bệnh nhân được chăm sóc tốt hơn so với bệnh viện tuyến dưới. Nếu cần tư vấn, hỗ trợ,
họ đều sẵn sàng và rất thân thiện. Không chỉ tạo nên sự thay đổi thần kỳ trong lĩnh vực y tế, Liên Hợp Quốc nói riêng và cả thế giới nói chung còn phải ngả mũ thán phục trước Việt Nam vì công lao to lớn của chúng ta trong lĩnh vực giáo dục đối với Nam Sudan. Do những xung đột triền miên kể từ khi tuyên bố độc lập vào năm 2011, nhiều trẻ em ở Nam Sudan không còn hoặc rất ít cơ hội được tiếp cận với giáo dục một cách đầy đủ. Hơn 1.600 học sinh của trường BTUB chỉ có 3 khối nhà để học tập, trong đó 2 khối trường gạch nứt toác, mái tôn thủng lỗ chỗ. Còn khối nhà tranh thì mái tre mục nát, vách đất siêu vẹo sau 6 tháng mùa mưa. Trong lớp, bàn ghế ngổn ngang, thậm chí chỉ còn trơ khung sắt. Bác sĩ của lực lượng Mũ Nổi Xanh Việt Nam tại châu Phi đã chia sẻ: "Sinh ra ở một đất nước từng đi qua chiến tranh, chúng tôi hiểu rõ giá trị của hòa bình. Vì vậy, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khám chữa bệnh cho hơn 1.500 lượt bệnh nhân, chúng tôi còn thực hiện nhiều hoạt động điều phối quân sự, dân sự, đặc biệt là hỗ trợ về giáo dục." Theo đó, các chiến sĩ Việt Nam đã tổng hợp lực lượng tham gia tôn tạo và xây dựng cơ sở vật chất tại nhiều điểm trường của Nam Sudan và Abyei. Bàn ghế, bộ chữ cái, những túi quà với sách, vở và bút cũng được trao tặng đến tận tay nhiều em học sinh tại quốc gia này, tất cả nhằm động viên, khuyến khích và tạo mọi điều kiện để các em được tiếp cận với sách vở, với chữ nghĩa và giáo dục, và tất cả là vì một tương lai tươi sáng hơn cho các em. Tháng 8 vừa qua cũng là lúc mùa mưa đang bước vào giai đoạn cao điểm ở đất nước Nam Sudan, nơi bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 của Việt Nam đang thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNMISS. Những cơn mưa kéo dài đã gây ngập lụt trên diện rộng, đẩy hàng nghìn người dân nơi đây vào cảnh màn trời chiếu đất với sự bùng phát của những dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Thấu hiểu những khó khăn của người dân nơi đây, phát huy truyền thống nhân đạo, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam với tinh thần lương y như từ mẫu, đoàn thiện nguyện của bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 do thiếu tá Lê Việt Anh, phó giám đốc chuyên môn làm trưởng đoàn, đã trao tặng cho bệnh viện đa khoa Bentiu nhiều loại thuốc thiết yếu, các loại hóa chất vệ sinh làm sạch môi trường cùng một số trang bị phòng dịch cơ bản. Đồng thời, đoàn thiện nguyện cũng tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt, trong đó tập trung vào đối tượng phụ nữ và người cao tuổi. Hành trình nhân ái kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ đã để lại cho các y bác sĩ của Việt Nam nhiều cung bậc cảm xúc. Trên hết, đó là niềm hạnh phúc khi được cho đi và sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, lan tỏa thông điệp về một đất nước Việt Nam giàu lòng nhân ái, yêu chuộng hòa bình. Trong lời tri ân của mình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bentiu đã không khỏi xúc động, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những tình cảm chân thành ấm áp của các chiến sĩ Mũ Nổi Xanh Việt Nam nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung dành tặng cho người dân Nam Sudan. Cùng với việc tổ chức các hoạt động thiện nguyện và quân dân y kết hợp, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 của Việt Nam luôn làm tốt nhiệm vụ chuyên môn. Mới đây, bệnh viện đã điều trị thành công cho bệnh nhân mông cổ bị viêm tụy cấp. Trước đó, bệnh nhân đã được điều trị tích cực tại bệnh viện cấp 1 của tiểu đoàn bộ binh Mông Cổ, nhưng các triệu chứng không thuyên giảm. Có thể thấy, Việt Nam không phải chỉ cử đến châu Phi đội ngũ cho là có, mà là cử đi những tấm lòng vàng, những con người yêu nước, thương dân, những người luôn mang trong mình dòng máu Việt đầy tự hào, để từng bước khẳng định với thế giới, với người dân châu Phi rằng đất nước Việt Nam, con người Việt Nam luôn luôn làm việc hết sức mình, luôn yêu thương giúp đỡ mọi người, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ nơi đâu. Chúng tôi luôn mang đến những giá trị tốt đẹp nhất. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này, hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.